Lời đầu tiên, cho phép em thay mặt liên đoàn trường tiểu học Dân Lập Nguyễn Bỉnh Khiêm xin gửi đến ban tổ chức, ban giám khảo, quý thầy cô giáo cùng các bậc phụ huynh lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, sau đây chương trình tham gia hội thi dàn dựng ca khúc truyền thống về đoàn đội, bài hát trường mang tên và thi hát dân ca của liên đoàn trường tiểu học Dân Lập Nguyễn Bỉnh Khiêm xin được phép bắt đầu.